Phát ngôn Trấn Thành về hợp đồng hôn nhân Harry Won bị đảo lại. Hàng loạt diễn đàn đồng loạt chia sẻ những phát ngôn của Trấn Thành về hợp đồng hôn nhân, thu hút lượt phản hồi đông đảo từ phía công chúng. Vì sao Trấn Thành nói về câu chuyện hợp đồng hôn nhân? Mới đây, trên mạng xã hội, những phát ngôn của Trấn Thành từ tháng 1 năm 2023 về hợp đồng hôn nhân bị đảo lại và chia sẻ ồ ạt. Trong đó, anh khẳng định hợp đồng hôn nhân giữa mình và ca sĩ Harry Won không tồn tại. Có nhiều người nói chúng tôi có hợp đồng hôn nhân, hết hợp đồng này nọ. Thời gian là câu trả lời cho mọi thứ mà, các bạn đợi xem hợp đồng này khi nào hết. Và tôi nói thật luôn, mọi người nghĩ dùm tôi, trên thế giới này có ai ký hợp đồng hôn nhân tới 7 năm không? Tôi không nghĩ vậy đâu, ai mà đủ kiên nhẫn ký lâu như vậy. Trấn Thành cũng khẳng định, khán giả có quyền đồn đoán, còn hạnh phúc hay không thì người trong cuộc hiểu rõ nhất, hẳn cũng có cơ sở để khán giả nghĩ như vậy. Tôi ít đăng hình trên trang cá nhân thì người ta sẽ tự nghĩ vậy thôi. Thời gian qua tôi làm phim Nhà Bà Nữ, gần ấy thời gian tôi làm phim ở hậu trường và dựng phim thì làm sao mà đi ăn riêng, đi chơi riêng để chụp những tấm hình tình tứ và đăng lên mạng. Dạo gần đây vợ tôi còn có công việc đi Hàn Quốc, cũng làm sao có thời gian riêng. Là người của công chúng, làm cái gì khác đi những gì mình làm thông thường thì không thể tránh sự hoài nghi từ khán giả. Khán giả cứ việc có ý kiến, chúng tôi cứ việc tiếp nhận. Còn chuyện có hạnh phúc hay không thì tùy bên trong mỗi người tự cảm nhận thôi. Tôi nghĩ, nếu mọi người nói mình không hạnh phúc mà hàng đêm mình vẫn ôm nhau hạnh phúc, thì nó vẫn là hạnh phúc. Còn nếu mọi người công nhận mình hạnh phúc mà đêm nào cũng đối phó, cãi nhau, thì làm sao gọi là hạnh phúc được? Cuộc trò chuyện trên được đăng tải vào ngày 13 tháng 1 khi Trấn Thành tổ chức buổi họp báo ra mắt bộ phim Nhà Bà Nữ. Khi đó, hàng loạt đồn đoán về việc cuộc hôn nhân của anh và nữ ca sĩ Harry Won gặp trục trặc xuất hiện. Nhiều bình luận khẳng định, cặp đôi đã đường ai nấy đi do kết thúc hợp đồng hôn nhân. Sau 5 tháng, không ít trang mạng xã hội sử dụng lại phát ngôn này, thậm chí chỉnh sửa, thêm thắt và cho đây là phát ngôn mới nhất của nam nghệ sĩ, được thực hiện trong thời gian gần đây. Trấn Thành và cơn bão tin giả. Sau một loạt scandal liên tiếp, hàng loạt thông tin giả hoặc thông tin cũ về Trấn Thành được đăng tải trên mạng xã hội. Dễ thấy, do khó kiểm soát tính chính xác, nhiều fanpage, hội nhóm có xu hướng bất chấp nhằm tăng lượng tương tác. Công chúng thường dễ dàng tin tưởng vào những bài viết này và tạo ra những tranh cãi nảy lửa với hàng ngàn bình luận trái chiều. Ở một khía cạnh khác, việc một loạt phát ngôn bị đảo xới lại cho thấy Trấn Thành đang sa sút nghiêm trọng về mặt hình ảnh. Sau chia sẻ của anh về hào quang rực rỡ cũng như những lùm xùm chưa xác minh về việc thanh toán tiền tại quán bar. Trong khi đó, thái độ im lặng, không phản hồi trước các scandal của nam nghệ sĩ càng khiến công chúng tò mò, đồn đoán. Trước Trấn Thành, không ít nghệ sĩ Việt cũng từng bị đào lại những phát ngôn đã cũ. Cụ thể, phát ngôn về nghề diễn của nghệ sĩ Thành Lộc từ năm 2019 được chia sẻ ồ ạt sau khi Trấn Thành khẳng định đời nghệ sĩ khó nuốt, khiến nhiều khán giả lầm tưởng đàn anh chỉ trích Trấn Thành. Hoa hậu Khánh Vân cũng bị dư luận chỉ trích khi bị cư dân mạng cắt ghép vế đầu của câu trả lời phỏng vấn sau một đêm ngủ dậy, có nhà mới, xe mới. Trong khi đó, bài viết đầy đủ Hoa hậu Khánh Vân cho biết, sau một đêm thức dậy, mình bỗng có nhà mới, xe mới. Mình có một ekip luôn bên cạnh hỗ trợ và những áp lực từ từ tìm đến nữa.